mình đi qua đây mình thăm một cái am tu xa xưa người ta bỏ hoang lâu rồi mà hình như bây giờ cũng có người đang ở thì phải. À bây giờ có người đang ở. Có người đang ở. À, năm 1930 này. Cái am này xây năm 1930. Nè. Đó, xây năm 1930 này. Đấy. Bây giờ có người phục hồi lại ở đó. Ngày xưa là cái đường đi lên nó nằm ở đây này. Cái đường đi lên nó ở phía này này. Đó. Người ta còn có chữ để giày dép tại đây nữa kìa. Đó. Chữ để giày dép tại đây này. Nè. Đó, để giày dép tại đây này. Đó. Cái đường đi lên từ dưới núi, chân núi đi lên đường này, lên đây. Dưới này có mộ của các ông đó. Tí nữa mình xuống mình xem. Đây là một cái am xây dựa vào trong cái tảng đá núi này. Và kia là có cái ổ ong ruồi. À, cây bồ đề nó mọc này. Đẹp chưa? Đây bây giờ mình đi xuống mình coi cái mộ của ông cái này. Năm 1930 người ta đã ở trên đây rồi. Người ta tu trên đây. Á chà chà, trúng mánh rồi. Trúng mánh rồi. Giấy mít trúng mánh rồi. Giấy mít. Trúng mánh giấy mít. À. Coi nha. Xin để giày dép, giày guốc tại đây. Đó, ngày xưa là giày guốc không phải dép. À. Xin để giày guốc, nè, giày guốc, guốc tại đây. À. Đây có xây cái cổng nè, xây cổng nè, xây cái bậc thang lên nè. Và đó là cái mộ của ông kìa. Đấy, bây giờ mình xuống mình thăm cái mộ ông á. Dốc rất là cao. Đấy. À, cái mộ này đây, cái bia đây. Ông đọc cái bia nha. Đây là cái dòng chữ Tàu. Dòng chữ Tàu. Đây là dòng chữ Pháp. Để coi. Cái bia này ghi cái gì? Lê Hữu Phước Đức. NL 30 tháng 5 năm 1924. Tháng 12 đi xe đi. Không phải. Này phải tháng 12, tôi đọc nhầm rồi. Ngày 2 tháng 3 năm 1940. Tức là ông này sinh năm 29 và tạ thế năm 40. Vậy ông này bao nhiêu tuổi? 24 44. Không phải 24 44 mà mới. Đây là đường đi, cái di tích của cái con đường đi lên cái am trên núi Vinh. Cái am này theo vết tích để lại là thấy ghi là xây năm 1930. Và cái ngôi mộ này là cái ngôi mộ người chủ của cái am đó, ông Nguyễn Hữu Phước Đức. Đây, Nguyễn Hữu Phước Đức. Đấy. Tạ thế năm 24 và năm 40 là xây mộ. Đây. Đây là cái đường đi lên. À, rất là tuyệt vời. Ông này ông lựa một cái thế
rất là độc đáo để ông xây cái am của ông. Tôi ra đây cho mọi người coi nha. Đây là cái lối đi lên nè. Xong tới đây là cái hẻm. Cái hẻm hai viên đá hai bên nè. Đó. Hai viên đá hai bên. À. Mình chọn viên đá nó có cái cây si nó ôm cái viên đá này, đẹp chưa? Rồi đây. Có một cái viên đá bên dưới. Ông xây cái đầu con rồng nhìn ngược lên. Đấy, cái đầu con rồng. Nhìn ngược lên cái bóng cây si này, cây xanh. Đấy, và đây là cái lối lên cái am này. Đó, hai bên là hai bức tường đá. Đó, đẹp chưa? Và cái mộ của ông là nằm ngay đây. À, bây giờ mình đi lên cái am này. Dốc rất là cao. À, cái bàn thờ xa xưa lắm rồi. Đấy, toàn là cái kẻ mấy viên đá không à. Đây có một cái bia gì đấy. Có một cái bia gì đấy mà người ta gỡ rồi. Ở đây là có một cái dòng chữ đắp bằng xi măng. Nó mất rồi nhưng mà có thể đọc được là xin để giày guốc tại đây. À, ngày xưa là không có dép nha, ngày xưa là guốc nha. Xin để giày guốc tại đây. Ở đây là cái am. Đây là cái am. Đây. Đó. Am này xây năm 1930. Dựa vào cái cục đá. Đấy. Đây là cái am ở trên núi Vinh. Cái am này được xây năm 1930. Do ông Nguyễn Hữu Phước Đức lập. Sau một thời gian dài bỏ hoang thì hình như bây giờ có người đang ở. Lúc trước tôi lên thăm đây này thì không có cửa này đâu. Bây giờ có cửa này, tới mình gõ coi. Mà khả năng bây giờ không có ai ở trong nhà đâu. Cửa đóng. Cửa đóng bên trong. À, đây là có ổ khóa rồi. Khóa rồi. Ok. Đây là cái am giữa rừng nha các bạn.